Vâng, thưa quý vị và các bạn, một trong những sự cố được coi là nghiêm trọng khi sử dụng thang máy đó là hiện tượng rơi tự do hay còn gọi là tăng tốc đột ngột của thang máy. Đã có những ghi nhận về người thiệt mạng và chấn thương nặng khi xảy ra tai nạn loại này. Và xin mời quý vị và các bạn đến với tình huống sau đây của chúng tôi. Bình thường mà để cho mình bảo của người ta chụp ảnh đấy nó sẽ thấy béo hơn những người đã không em không có bên kia làm em một cục hả cái nhóm nhạc cụ này thực ra thì nếu mà tập thì cũng được nhưng mà anh hầu như không tập ở đây anh tập là bình thường khó mà em đại học 4 năm đại được một khuôn này. Dùng sao nó em cảm giác nó cứ thất thường là gì vâng thưa ông, gần đây thì một số trường hợp đã ghi nhận được hiện tượng là tăng tốc đột ngột của thang máy khi di chuyển xuống. Vì nguyên nhân nào dẫn tới cái sự cố trên thưa ông? Hiện tại một số cái trong trường hợp mà nó bị tăng tốc đột ngột thì có thể là do nguyên nhân chủ yếu là do nó thang nó có bị lỗi thì nó dễ bị vượt tốc so với tốc độ định mức thôi, nhưng chưa tới cái mức độ tới hạn của cái bộ khống chế tốc độ. Vâng, trong trường hợp mà thang máy bị tăng tốc đột ngột thì liệu có cái cơ chế an toàn nào để có thể giúp đảm bảo tính mạng cũng như là sức khỏe của những người đang ở bên trong thang máy hay không? Trong trường hợp thang máy bị vượt tốc thì thang máy được trang bị cái thiết bị là gọi là bộ khống chế tốc độ. Bộ khống chế tốc độ này nó sẽ qua liên động và qua bộ hãm an toàn ở phía dưới đáy cabin sẽ có tác dụng là nêm giữ cabin trên dây trong trường hợp thang máy có sự cố về vượt tốc. Cái ở đây thì cái sự cố vượt tốc thì nó cái bộ khống chế vượt tốc này thì nó tùy theo tốc độ của thang máy thì thông thường là cái khoảng vượt tốc khoảng 15% so với tốc độ định mức thì cơ cấu này nó sẽ hoạt động và sẽ nêm chặt cabin vào dây đảm bảo an toàn cho hành khách. Vâng, khi sử dụng thang máy thì liệu chúng ta có thể lưu ý những cái dấu hiệu nào để nhận biết rằng thang máy đang có sự bất thường? Khi mình sử dụng thang máy thì cái hiện tượng mà rất dễ gặp đó là thang máy có tiếng kêu lạ. Để khi chạy thì từ cabin ta có thể nghe thấy một số tiếng động lạ. Thang máy dừng không đúng đúng tầng dừng. Nó có sai lệch dừng tầng khiến cho cái cửa tầng với cái cửa cabin nó sai lệch nhau thì cái đấy cũng là một trong những yếu tố ban đầu nhất là để thấy rằng là thang máy đang có một cái vấn đề. Trong trường hợp mà thang máy có hiện tượng mà tăng tốc đột ngột như vậy thì thông thường thì có những cái tay vịn thì người dân cũng nên bám vào trong đó để một phần nào là thấy yên tâm. Vâng, khi xảy ra sự cố thang máy thì cái quy trình xử lý sự cố nó là như thế nào thưa ông? Cái quy trình mà thông thường khi xử lý một sự cố thang máy đó là cái người quản lý phụ trách cái thang máy đó thì phải thông báo cho cái đơn vị bảo trì về cái sự cố thang máy đó. Để sau khi cái đơn vị bảo trì nhận được cái thông báo về sự cố thang máy thì đơn vị bảo trì sẽ cử kỹ thuật đến khắc phục và sửa chữa cái sự cố đó. Thì sau đó là sẽ phải chạy thử kiểm tra và sau đó thông báo lại cho đơn vị sử dụng là cái việc sửa chữa đã hoàn tất và lúc đó thì bắt đầu mới mở thang và cho thang chạy bình thường. Vâng, để sử dụng thang máy một cách an toàn thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc nào và phải những lưu ý những cái điều gì thưa ông? Cái việc sử dụng thang máy để đảm bảo an toàn thì ở đây là có hai đối tượng mà chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là đối với người chủ sử dụng và thứ hai là đối với người sử dụng thang. Ở đây thì đối với người chủ sử dụng thì phải có nhiệm vụ là kiểm định thang máy đúng kỳ hạn
bảo trì bảo dưỡng đúng theo quy định của nhà sản xuất, tập huấn huấn luyện an toàn cho những người quản lý trực tiếp để tham gia các công việc về cứu hộ, vận hành cái thang máy. Như hiện tại đối với cái quy định về thang máy, thời gian bảo dưỡng bảo trì cho thang máy như bây giờ thì là các thang máy phải tuân thủ theo hướng dẫn của nhà chế tạo. Cũng giống như tương tự mình đi một chiếc xe hơi thôi, đến kỳ hạn thay dầu thì mỗi hãng nó có quy định riêng về cái chế độ là bao nhiêu km là phải thay dầu. Thông thường ở đây thì là các cái nhà chế tạo và cung cấp lắp đặt thang máy thì khuyến cáo là một tháng thì phải bảo trì bảo dưỡng một lần. Đối với người sử dụng, như người dân sử dụng thang thì chúng ta nên tuân thủ theo cũng là hướng dẫn của nhà chế tạo là ấn nút và gọi tầng theo đúng cái tầng mà mình đi, không có hiện tượng cậy phá trong trường hợp mà thang nó có trục trặc kỹ thuật. Chúng ta nên thông báo ấn nút gọi ra bên ngoài cho cái người có cái trách nhiệm, người ta sẽ cứu hộ. Thang máy không nên sử dụng trong những cái trường hợp như thế nào thưa ông? Thông thường đối với như hiện tại thì thang máy không nên dùng trong trường hợp là có sự cố về hỏa hoạn, sự cố về động đất. Thông thường là vì cái trường hợp hỏa hoạn thì nó sẽ dẫn tới là cái hệ thống điện điều khiển cung cấp cho thang thì sẽ bị nó sẽ không hoạt động, thì chính vì vậy khi chúng ta đi thang thì nó sẽ bị kẹt. Đối với một số cái tòa nhà mà được trang bị thang máy có cái trang bị cái thiết bị là phòng ngừa khi hỏa hoạn thì cabin thang máy sẽ được đưa về tầng gần nhất, sẽ được đưa về cái tầng sảnh để đưa cho khách ra và toàn bộ các lệnh gọi sẽ bị hủy. Thế chính vì vậy mà trong trường hợp mà có hỏa hoạn thì người dân cũng không thể đi được thang máy trong những cái thang mà đã được trang bị thiết bị cứu hỏa. Vâng, xin cảm ơn ông. Nhưng khi xảy ra sự cố thang máy thì các hành khách phải luôn tuân thủ các nguyên tắc sau đây để đảm bảo an toàn cho bản thân. 1. Giữ bình tĩnh. Thật khó khăn để giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh như vậy, nhưng đây là điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất trong suốt quá trình bạn bị kẹt ở trong thang máy. Bạn hoảng loạn sẽ khiến cho những người bên cạnh mất bình tĩnh hơn và có những hành động nguy hiểm. 2. Nhấn nút gọi cứu hộ. Các thang máy đều có nút gọi cứu hộ, vì vậy bạn hãy nhấn nút này để được người bên ngoài giúp đỡ. 3. Liên lạc bằng điện thoại. Hãy gọi vào số điện thoại cứu hộ nếu có, hoặc liên lạc với người thân gần nhất của mình ở bên ngoài. 4. Đừng cố gắng cậy cửa thang máy. Việc làm này không có tác dụng. Nếu bạn có thể cậy được cửa thì việc di chuyển ra ngoài cũng cực kỳ nguy hiểm, vì thang máy đang bị lỗi cửa, có thể đóng lại bất ngờ, và thang máy cũng có thể di chuyển lên hoặc xuống khi bạn đang bước ra. Đừng cố gắng tự trèo ra khỏi buồng thang. Việc tự trèo ra khỏi buồng thang có thể khiến bạn bị điện giật hoặc rơi xuống hố thang, vì trên đỉnh buồng thang máy có rất nhiều thiết bị điện cùng với nhiều dầu mỡ trơn trượt.